Miyu chính thức công khai chồng, tuyên bố hạnh phúc không cần buồn ào. Tối ngày mùng 5 tháng 6, Miyu công khai chồng chính là Minh Đạt, thiếu gia của một tập đoàn lớn. Nữ diễn viên thừa nhận yêu chồng từ ánh nhìn đầu tiên và chia sẻ thêm, hạnh phúc không cần nguồn ào, hạnh phúc nằm ở những điều thầm lặng chúng mình dành cho nhau mỗi ngày. Cảm ơn anh và cảm ơn sự yêu thương của hai bên gia đình đã nuôi dưỡng tình yêu của chúng mình một cách trọn vẹn và ngọt ngào nhất. Người đẹp khéo léo hé lộ một số thông tin cơ bản liên quan đến chồng báo cáo ngắn gọn với cả nhà chú rể kém mình một tuổi, độc thân và chưa từng lập gia đình. Minh Đạt, Mỹ Dung, ngày 29 tháng 6 năm 2024, khi chứng kiến bàn tra bắt chồng của Mi Du ở trên mạng xã hội, ca sĩ Phỏ Hà Trâm đã để lại bình luận khen ngợi cặp uyên ương, thấy chưa, tôi nói mà. Hai người có tướng phu thê kỳ, Mi Du và Minh Đạt trao ánh mắt ngọt ngào tới đối phương, cả hai không ngần ngại khóa môi đầy nồng nhiệt. Chồng Mi Du là doanh nhân Trần Duy Minh Đạt, anh tốt nghiệp thạc sự quản trị kinh doanh tại Đại học California, Mỹ. Hôn phu của diễn viên là con trai chủ một tập đoàn nhựa tại Việt Nam. Anh hiện là giám đốc vận hành chi nhánh công ty gia đình ở Mỹ và làm phó chủ nhiệm một cô lạc bộ doanh nhân tại thành phố Hồ Chí Minh. Mi Du cùng chồng sang Paris hồi đầu năm để tự các bộ váy cưới. Mi Du ô yên chồng trong khung cảnh lãng mạn của trời Âu. Trước đó, cô thường xuyên đăng ảnh chung đôi với Minh Đạt nhưng giấu mặt anh. Cô miêu tả hôn phu là người hiền lành, tử tế và ấm áp, Cô bày tỏ sự mãn nguyện khi sau thời gian kiên trì chờ đợi, số phận đã gắn kết cô với một người phù hợp. Cuối cùng, sau biết bao thử thách, cô gái ấy đã chờ được định mệnh của mình xuất hiện. Không sớm cũng không muộn, vừa vặn trong ngàn vạn người, cô cho biết, hôm mùng 7 tháng 5, cô và Minh đạt làm đám cưới riêng tư tại một resort ở thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Hoa hậu Mai Phương Thúy, diễn viên quốc trường, MC Kiều Ngân đến chung vui. Ngày 29 tháng 6, hôn lễ của diễn viên tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đám cưới, Mi Du phủ nhận mang thai và cho biết đang phân vân nên tăng hay giảm cân bởi ốm quá thì hốc hác, mập lên lại dễ bị đồn có bầu mới đây. Natty dựng Nati dừng đã soi được gì tiết Mi Du chuẩn bị cho ngày trọng đại một cách cấp rút. Cụ thể trên trang cá nhân, nữ diễn viên đã đăng tải hình ảnh trong phòng gym vào sáng sớm. Mi Du cũng chia sẻ hiện mỗi sáng. Cô đều phải tập thể dục để kịp chuẩn bị cho sự kiện trọng đại trong một tháng tới. Thông qua những chia sẻ kể trên, dường như mi đang tích cực tập luyện thể thao để có được phúc dáng đẹp nhất trong thời khắc bước lên lễ đường đặt chân vào cuộc sống hôn nhân bên cạnh việc giữ phúc dáng thon gọn mi cũng không quên nhắc nhở bạn bè chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ trong lễ cưới của cô vào ngày 29 tháng 6 tới đây có lẽ nữ diễn viên cũng đang nôn nóng chờ đợi đến ngày trọng đại của cuộc đời mi kêu gọi bạn bè chuẩn bị cho ngày trọng đại của cô sắp tới